Hôm nay chúng ta sẽ đến với sửa cà phê Vega. Và chúng ta sẽ đến với một di chúc cuối cùng dành cho chiếc Vega. Đây. Vega lúc đầu chạy lên, lúc không lên, lên thì sử dụng bình thường. Sau đó hàn lại các chân, rửa mạch bằng xăng. Tình trạng hiện giờ thì không thể lên, quạt gió không quay, không phải thợ lên chưa nhổ hay đắp linh kiện gì vào trong mạch, mong được shop sửa giúp. Giá Vega dạo này lên quá, cảm ơn shop trước. Thực sự là cái trải nghiệm của mình, nếu ai cảm ơn trước ấy và viết tâm thư cảm ơn trước ấy, thì cái tỷ lệ thành công là cực kỳ thấp. Và mình luôn có một cái câu nói là nếu không làm được thì thuê, đừng cố công để nghiên cứu làm gì cho nó mất công. Chúng ta bỏ thời gian đó, chúng ta có thể tưởng tượng đến cái cảnh mỹ miều ở bãi biển, hoặc là chúng ta thì có tưởng tượng đến những cái bộ phim GAV, hoặc rất nhiều thứ, chứ không nhất thiết là cứ phải thể hiện cái đam mê đến cùng cực làm cái gì cho mất công. Đây các bạn, đây là một ICA app này, chắc là bạn ý cũng hàn vào xong này, mất hết mát rồi này các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ thử nhá. Với những cái này thì chúng ta sẽ có những cái bài toán đơn giản như sau. Khi chúng ta sửa chữa, đây chỉ là những cái mẹo vặt thôi. Nó là cái điện tử cơ bản. Đầu tiên là phải xem cái nguồn 12V ở Vega nó có chập không. Thực sự hôm nay là trời mưa đấy các bạn. Đây các bạn nhìn này, nguồn 12V chập nhá. Các bạn nhìn thấy chưa? Nguồn 12V chập thì không bao giờ cái quạt của các bạn quay cả. Các bạn hình dung đơn giản là như vậy cho mình. Tiếp theo chúng ta sẽ đo các cuộn dây này. Cuộn dây chính là cái điện áp sau khi được tạo ra ở cuộn dây sẽ được cấp vào nuôi cho GPU, cho RAM. Thì các bạn cứ lộn ngửa cái Vega lên thôi, sau đó các bạn nhìn cuộn dây các bạn đo. Đây các bạn nhá, chập hay không bây giờ là trải nghiệm, vì mỗi một con chip nó có một cái trở kháng khác nhau. Vì vậy là không làm được thì thuê thẳng các bạn. Đôi khi các bạn đi thuê còn không được mà, vì đôi khi đi thuê đẻ người ta có đẻ cho mình đâu. Tiếp theo chúng ta kiểm tra cuộn dây này, nó tục nhưng mà nó thô và nó thật. Đây các bạn nhìn thấy nó chạm chưa, vậy là cái đường 12V đang bị kéo từ vị trí này sang vị trí này. Vì nó là trải nghiệm thực tế và Vega không có sơ đồ sơ đẽo gì cả, vì vậy là nó sẽ rất khó để chỉ cho các bạn trên cái phương diện lý thuyết. Mà khi cuộn dây bị chạm thì nó có các nguyên nhân như sau. Một là chết một trong bốn con RAM này. Hai là chết bất kể một con tụ nhỏ li ti nào đó đang lọc đường của cái nguồn RAM. Ba là chết cặp phép trên đẩy kéo của nguồn RAM. Bốn là bị chết IC nguồn RAM. Năm là bị chết các tụ lọc đường 12V của IC nguồn RAM. Nhưng phúc tổ 70 đời là đen ở chỗ là cuộn dây chạm thì thường bị IC mốt phép và RAM, chắc chắn phải chết phép thì bắt đầu mới kéo cả đường 12 xuống mát như này. Bây giờ chúng ta sẽ đo thử nhé. Cái đo thử rất đơn giản sau: que đen giữ mát, que đỏ chọc vào chân 8 của IC. Các bạn nhìn này, đang chạm này. Kiểm tra cặp mốt phép trên dưới. Tại sao mình kiểm tra? Thì mình quen rồi thì mình làm thôi ạ. Đấy, chập hết. Bây giờ chúng ta sẽ nhấc 1, 2, 3 ra. Bây giờ mình sẽ đi tìm cái con IC để tạo ra cái nguồn RAM đang bị chạm chập. Đây không phải, chắc đây rồi. Đây này các bạn, chúng ta sẽ đo chân số 8 là biết ngay em này. Đấy các bạn nhìn nó chạm chưa này, bật lên các bạn nhé. Đấy các bạn thấy chạm chưa, nhấc con IC ra nữa. Vậy là nhấc một phép rồi mà chân 8 của IC vẫn chưa chạm. Rồi chúng ta bỏ ra ngoài. Hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bận tâm là cuộn dây này còn chạm không nhá. Và cầu chì đây còn chạm hay không. Cầu chì trước này, vẫn chạm này. Đấy. Vậy là từ đây đến đây vẫn đang bị chạm chập chết này. Chúng ta bận tâm là từ đây đến đây, từ đây đến đây xem còn chết không. Nếu từ đây đến đây chết thì không cần phải để sửa từ đây đến đây làm gì cả. Nguyên lý là đuôi còn chập từ đầu, đừng bận tâm. Đây chúng ta sẽ đo cuộn dây đây. Đây, vẫn chập này các bạn, để mình ấy nhá. Con này là chết cả trong cả ngoài rồi. Đây các bạn nhìn chưa? Thấy chưa? Chập về không này. Đây là RAM đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đo tụ RAM này. Chập về không này, các bạn thấy chưa? Thôi nhá. Em đi xa lắm rồi nhá. Có thể trả thí chủ được. Chúng ta sẽ đo phép xem chết không.
Đấy, phép không chết này. Trừ khi là đang bị hàn chập ở đâu đó. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Phép chết này. Mình đo chắc chân thôi các bạn nha. Các bạn thấy chưa? Phép đã chết thì các bạn có thể hiểu đơn giản là chúng ta đang cấp một cái nguồn 12V đi qua một con phép và đóng thẳng vào tất cả các con giam. Mà cái con giam này đang chịu điện áp là 1,5V. Mà các bạn nhét một cái cọc là 12V đây thì chắc chắn là cái tỷ lệ lỗi giam là cực kỳ lớn. Vì vậy đến đây có thể dừng, không để đam mê được nữa. Còn thay giam thì vẫn thay được, nhưng mà mình lười lắm các bạn. Ok, cảm ơn các bạn. Nhắc lại cho các bạn, cái gì không làm được thì thuê. Đôi khi thuê người ta còn không đẻ thay đẻ mướn cho các bạn được. Vì vậy đừng cố đam mê đến tận cùng làm cái gì cả. Thời gian là thứ để chúng ta hưởng thụ, chứ không phải là thời gian để thứ thể hiện cái đam mê mà chúng ta không sành sỏi. Thợ còn chết bỏ bố ra, các bạn động vào làm gì, vừa tốn thời gian vừa tự tay bóc cổ, làm cái gì cho nó khổ ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và đây là kênh YouTube mới của Noah, rất mong các bạn ủng hộ.